quý vị và các bạn mới đây thì vụ việc cô gái tử vong khi đi nâng ngực tại bệnh viện 1A, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 3 vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau chỉ đạo qua đường dây nóng ngày 21 tháng 3, cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xác minh, làm rõ các thông tin phản ánh nêu trên có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đều có. Sở này cũng phải khẩn trương báo cáo về Bộ Y tế thông qua Cục Quản lý khám chữa bệnh và công khai kết quả xác minh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế thành phố cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền giáo dục về pháp luật cho các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm khám bệnh chữa bệnh theo đúng quy định. Công văn khẩn này cũng nhấn mạnh Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cần báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 25 tháng 3.